Chào các bạn, hôm nay mình trở lại với các bạn với chương trình Photoshop để có được cái ngày hôm nay là chúng ta đi lấy file về chụp, sau đó là cắt ghép, sau đó thì nó sẽ sửa. Đây sẽ là mình sẽ cùng các bạn sẽ chỉnh sửa. Đấy, những phần mềm mà con click năm ngoái mình đưa các bạn trở lại năm ngoái. Ăn click quả là viết cho chương trình hình thẻ, toàn bộ nó sẽ tự động đấy. Và các bạn sẽ nhìn những bước mà máy nó thực hiện trong tích tắc, là cái phong nền thay đổi nó sẽ chất toàn bộ hoàn hảo cho da rẻ đấy. Các bạn nhìn ra chỉ là con click đó. Hôm nay mình sẽ update phiên bản mới nhất, version mới nhất cho các bạn xem. Bởi vì chương trình hình thẻ thì hàng năm các trường, các cơ quan, các đơn vị tổ chức cấp bằng cho các học viên thì cần rất là nhiều. Một số lượng một trường, nếu như một trường rất là nhiều như là 5.000 người hoặc là 3.000 người mà chụp mà xử lý không nhanh thì sẽ rất là mất thời gian, mà không phải là cứ một người mình chụp cho một lớp, không phải là tất cả mình sẽ tách tóc mai, tách các thứ, nó mất thời gian để mình sẽ xử lý một loạt để cho các bạn thấy tiến độ sẽ đạt được như mong muốn, để các bạn có một hồ sơ tuyển dụng rất là chuẩn, rất đơn giản cấp cho các bạn được. Thì mình năm nay thì họ làm những cái chiếu, nhưng họ làm những cái chương trình nó không được đô nữa, là cảm thấy những cái ảnh trong các cái thẻ căn cước mình nhìn trông nó như là ảnh nó nhạt đẹp. Mình cũng làm cái clip này để một là mình giới thiệu với các bạn những cái chương trình phần mềm on click, còn mình viết cho cái phần chạy Photoshop để cài đặt một cách dễ dàng và mình sử dụng một cách rất dễ dàng, chỉ một on click là có thể làm cái bức ảnh đó, các bạn nhìn ghi muốn luôn. Đấy, các bạn nhìn xem các bạn thấy trong quá trình xử lý thì tích tắc không, có cắt group sau đó mình sửa tặng nhà rất xong. Trong cái giao diện của shop thì cái phần ảnh nó có những cái hiển thị về thông số, mình tắt bớt cho nó với màn hình cho các bạn dễ nhìn. Đây là những cái ảnh mà các bạn lớp 12 năm nay để thi tốt nghiệp, mình vừa mới chụp các khối 12, cũng số lượng rất là nhiều, không thể nào làm thủ công, mình sẽ nghiên cứu làm sao để trong tích tắc để sử dụng ngồi thì như là các bạn ở trong nhà thể được một bản, có thể tự được tót được những từ cái cùng sản phẩm đi. Nói chung là mình có đầu tư thời gian thì có khi là hơn, nhưng cũng có cái xử lý khác chưa chắc cả là vì nó theo từng cái mặt, từng cái cảm nhận cái đẹp của cái người, mỗi cái nhà làm khác nhau. Này, còn em là những cháu sinh bảo là chúng làm cho cháu trắng da rồi làm các thứ thì hiện nay là như này, là so với lúc đầu và lúc cuối đây, các bạn cứ nhìn xem trắng da mức độ nào. Đây là bạn trai nhé, bạn là như này là sợ là trắng quá, tắm trắng
tẩy bóng rất là tàn nhang, rất sôi thì friendly, trông rất đập ly. Chỉ con click là chúng ta có thể là ra sản phẩm. Trong gió trường theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đau áo hoa dần chung cùng với tuổi thơ là sự hồn nhiên cùng bao ước mơ và khi tôi cứ bạn là tháng năm học trò đứng tự tin là vì là tên ghét nám này nên mình sẽ xử lý những cái bạn này là kỹ hơn một chút để cho các bạn tự tin với cuộc thi và chúc các bạn năm nay thi của 12 đạt được nhiều kết quả tốt vào được những trường mình mong muốn và sẽ cho các bạn thi tham gia kỳ thi và đại học cũng như là kỳ thi tốt nghiệp. Một số bạn nếu như điểm trước rồi nên khi các bạn để xử lý được hết các cây nám tàn nhang này mất không thời gian. Nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Tẩy cái gì? Nụ hồng khi xưa ta tặng bạn. Em trong tràng mưa tẩy vừa tẩy quá này. Thế gian có đổi thay. Tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ. Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Chờ lại một chút ấy. Mình làm các cái chương trình về đại thể cho các đơn vị, các cơ quan, các trường và có nhu cầu là thẻ cho các chuyên viên, cho các học sinh thì nên mình sẽ đến một chút và làm đi theo yêu cầu của bạn. Xử lý cắt khúc lại trước cắt này sẽ được chặt cuối cùng để làm như này tiếp lại ta sẽ là ok và chặt lại các bạn sẽ yêu cầu các bạn cho các bạn đi spa hết có khuyết điểm gì chế biến được xử lý nếu có một sự tốt thì tóc cũng được tự nhiên xử lý ra nám tặng ngang đấy các bạn là năm nay là lớp 12 không nên nhuộm tóc trong cái nâu đặc biệt là cái tuổi này cái tuổi này các bạn nam nhuộm cá nhiều hơn tí nét rất nhanh tích tắc kết quả là mình sắp thẻ trong các cái labs yêu là mình tạm vậy thôi mình tạm làm bạn chứ đâu không làm thủ công gì là các bạn nghĩ đâu chỉ khi là nó nghệ thuật hay là
thi thố thì người ta mới làm cái góc tách thật. Còn những cái đây thì tóc của ta nó cái tua thì người ta cắt bỏ nét sẵn sửa. Mình sẽ làm một lớp cho các bạn xem cái chương trình mình viết ngày này thì để cho công việc hỗ trợ cho mình, đặc biệt là những cái chương trình hàng loạt cái số những chương trình Corel Draw, những chương trình thiết kế khác mình liên tục là tích hợp để cho các bạn có những sản phẩm tốt nhất. Cho tí bôi son là nó kiểu là trong các bạn lớp 12, nếu như từ lớp 10 mà các bạn vào ấy thì trong các bạn hay vô để các bạn rất là chắc chắn trong mình chỉ có xử lý lại nó đường mo mà nó chưa được chuẩn lắm thì là ok. Ảnh rất là tự nhiên, quá cực kỳ nhiều lát. Bởi vì các bạn đến lát stereo chụp thì ít nhất là các bạn được red lại, là bạn nữ, các bạn nữ hay cần hay rét lại. Nhà hàng ở quận Nam thì ít nhất là trải qua bị đầu ra, tóc cái tai nó lạnh. Ở đây mình chỉ trải bằng xốp, cắt bằng xốp, cái việc xốp làm được bằng xốp, tập cái việc. Còn là nhà được chưa thay. Ra bị luôn. Tất cả những cái
Lút. Học sinh khi bị vui đùa trong gió trường theo ta áo dài trên văn phòng quắc stress chà đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong Harris những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn ép trong trang vở lưu bút ấy đến ra công đến ngày hội công nghệ thông tin thì năm nay các trường trung học cơ sở thi số chương trình công nghệ thông tin những sản phẩm của các bạn trẻ có nhiều ý tưởng hay. Thực ra là do cái đam mê và các bạn mà muốn sau này muốn nâng cao level mời bạn đăng ký vào trường FPT thì đó sẽ có rất nhiều giải cho các bạn. Bạn thỏa sức để chọn FPT là một trường đào tạo rất là cơ bản từ các cái kỹ năng skill trong nghề nghiệp, để có cô bạn dạy đấy. Nghe cô kể thì nó rất hay, đào tạo cầm tay chỉ việc và cho các em thực hành cách chuyên nghiệp, từ cho đi làm cho đến các kỹ năng mà marketing, quảng giao, bán hàng đều là tự mình. Đó là môi trường rất là tốt, rất là thực tế. Và đầu vào của cái trường đấy rất đơn giản, chứ là tạp lắm, bởi vì chủ yếu là mình ở level nào thì mình học ở level nào. Nên là các bạn sức học nó tầm tầm vừa ấy, thì mình nên lựa chọn là cái nghề nghiệp hướng mà cái nghề nghiệp mình sau ra trường mình sẽ có cái nghề nghiệp nhất nghệ tinh nhất cái nghề tinh các bạn sẽ thành công sớm. Thứ nhất là vào trong trường đấy là các bạn được giúp bớt được một số thời gian để học và thực tế. Nên các thầy là toàn những người được có kinh nghiệm trong thị trường, qua trong các lĩnh vực rồi, thầy đi cầm tay thì thầy dắt đi tắt là chỉ đi. Còn các bạn đang có khả năng chút ít về nghệ thuật cũng nên theo vào đó, người ta sẽ đào tạo cho các bạn về các chương trình đồ họa ứng dụng. Ngành đồ họa giờ là đang rất là hot, và các bạn thấy thì cái môi trường nào cũng có liên quan đến đồ họa, từ design, thiết kế phòng ăn cho đến như là một tòa building để là kỹ thuật đồ họa, khách khác được nghệ thuật cũng được nào cũng dính đi. Các bạn theo mình lựa chọn cho mình một cái học phần nghề sau này là trường có nghề. Còn các bạn nào đam mê về toán lý hóa giỏi, bạn nên chuyên sâu để các bạn trở thành những nhân vật như kỳ. Thế là thân thiết từ thuở nào đã rơi vào
thể gọi là một cái nghiên cứu học, nghiên cứu ra những loại vaccine phòng bệnh là về nghiên cứu những chủng giống tốt cho ra những sản phẩm ra những chất lượng cao phù hợp. Trong lúc chụp thì các bạn cứ mải ấy thôi, trêu nhau mà các bạn không để ý đến cái hình dáng này này. Để mình cắt cúp lại. Chia tay nhé, chẳng biết nói câu gì. Giờ có thể cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ. Giờ mỗi đứa một phương sẽ chia là kỷ niệm. Ghế đã ngẩn ngơ, bằng là tim dài khờ. Biết là trong thời gian này các bạn trai đó, mình vừa đã làm xong hết cho các bạn một lớp để có một cái chương trình ảnh chất lượng, thì các bạn cứ chịu khó tập lớp mình đã làm mà xong rồi. Xin các bạn, chúc các bạn thi may mắn thành công trong con đường học tập. Chào các bạn. Chỉ có chúng ta thôi.